con mẹ ở đâu? Giờ bà đó bà thấy không? Chim sâu nó là không cho mẹ ở đâu. À, bây giờ con gái có nhà rồi mà Út Hà nó vẫn là im ru quý bà con, nó không có nhắc nhở chim sâu con phải thơ này thơ nọ thơ kia mà nó vẫn im ru luôn, và nó đinh cái đoạn đó lên mạng. Tôi nói quý bà con đó, dù sao mẹ của chim sâu cũng có công sanh và có công dưỡng một khoảng thời gian thì dù sao người ta vẫn là cái công lao của người ta nó to hơn Út Hà phải vạn lần, đúng không? Út Hà nó đâu có công gì đâu. Út Hà chẳng qua bây giờ nó thấy chim sâu là được cộng đồng mạng quan tâm, nó nhảy vô nó kiếm ăn thôi, chứ thật sự Út Hà nó không có công trạng gì trong vấn đề chỗ chim sâu hết. Mà những thước phim mà chim sâu nói như vậy đó, nó không có một cái gọi là nhắc nhở chim sâu. Con nói như vậy là mẹ ruột con buồn lắm, đúng không? Mà nó vẫn lãnh lạnh, nó im ru luôn để đăng lên. Vì sao bà con biết vì sao không? Để cho mẹ chim sâu nghe những lời này nè, để mẹ chim sâu nhục chí, rồi mẹ chim sâu không về. Mà mẹ chim sâu không về là trúng bẫy của Út Hà với Long Tứ. Bản thân Long Tứ nó còn sợ một vấn đề, và nó cũng đã từng công bố trên kênh, nó bây giờ là sợ là mẹ chim sâu về đó là sẽ lấy tất cả cái số tiền của chim sâu, thì nó không còn tiền để nó ăn nữa, nó không cần còn tiền để sống nữa. Đây là một trong những gì mà Long Tứ cũng đã từng chia sẻ trên kênh của là Thành Cha Nuôi. Đó. Cho nên bây giờ là chỗ Út Hà và chỗ Long Tứ đó, nó đang kết hợp lại với nhau để đưa ra những cái ngôn từ mà khó nghe chỗ chim sâu đó, để cho mẹ của chim sâu phải nghe được, rồi người ta nản chí đi, người ta không về nữa, người ta sẽ phó mạch, đúng không? Đây là một trong những cái gọi là dính bẫy của con Út Hà. Mục đích của nó là gì? Mẹ chim sâu mà dìa đó thì liên quan đến tiền vô tài khoản Út Hà, vô tài khoản của Long Tứ, buộc phải sao kê. Đây là một trong những cái phải cần đó. Cái vấn đề thứ hai, mẹ chim sâu dìa đó chắc ăn rằng bà sẽ dẫn chim sâu đi khám bệnh, và có khả năng sẽ ở tập trung trong đó để mà điều trị bệnh, thì Út Hà nó sẽ không còn nhân vật để quay, Út Hà nó sẽ không còn được mạnh thường quân quan tâm thông qua cái trường hợp của chim sâu đó, mà tất cả sẽ đẩy về cho mẹ của chim sâu. Cái vấn đề thứ ba mà hôm nay Út Hà nó làm để mà nó qua mặt cả cộng đồng mạng là nó lên cả như là bệnh viện, cả như thành phố Cần Thơ, nó tự nó kết luận luôn là chim sâu hết bệnh đấy. Để chi? Để cho cộng đồng mạng là tôn thờ nó lên. Trời, Út Hà ca công, Út Hà đưa chim sâu về đây là bây giờ chim sâu hết bệnh. Và để cho mẹ chim sâu cũng là có một cái gọi là an tâm, vì con của mình cũng được Út Hà dẫn đi khám bệnh và được bác sĩ kết luận hết bệnh, cho nên mẹ chim sâu sẽ không về. Đây là một trong những cái âm mưu của Út Hà, nó khủng khiếp đó quý vị, quá khủng khiếp. Bà con cứ hình dung những cái chuỗi mà tôi vừa mà nêu, bà con cứ suy nghĩ đi. Một trong những cái đường đi nước bước Út Hà, nó thật sự cái bài đây á, nó không qua mặt được cộng đồng đâu Út Hà, nó thật. Nó sợ, bây giờ nó thật sự nó sợ mẹ chim sâu xuất hiện, cho nên là nó mới điện qua chỗ bà Tám. Nó bảo rằng bây giờ bà muốn kiện thì bà kiện đi, mà cái điều nó vô duyên ở đây đó, mày đi giúp con người ta mà người ta không cần, mà mày vẫn lao cho mày giúp là sao? Mà còn thách đố người ta kiện nữa là sao Út Hà? Sao mày vô duyên mà gọi là vô duyên chay đó? Ủa sao kỳ vậy? Đi giúp con người ta mà người ta không cần, mà mình vẫn lao vô gọi là giúp người. Ủa giúp người mà hỏi thật Út Hà có lợi gì trong đó hay không? Mà Út Hà bất chấp vậy. Thậm chí gia đình của người ta đã lên tiếng rồi mà Út Hà vẫn lao vô là sao? Ủa sao kỳ vậy? Mình phải có cái lòng tự trọng chứ Út Hà, đúng không? Cái ti không có chứ lòng tự trọng một con người phải có, đúng không? Khi người ta nói mình, người ta đang nghi ngờ cái lòng tốt của mình đó, thì mình phải dừng chân ngay, tự để bảo vệ danh dự và lòng từ bi của mình chỗ Hà, đúng không? Riêng mẫu Hà đang lao mình như một con thiêu thân để vào giúp chim sâu, mà nói thật sự gia đình chim sâu đâu có cần đâu quý vị, mà Út Hà vẫn lao vô. Vì sao mà người ta không cần? Chung mà giúp con của người ta đó, thì thật sự tôi nói quý bà con á, nếu mà giúp đúng, giúp mà để cho con người ta nó tốt hơn, thì tôi nói lương tâm của bất kỳ người cha người mẹ nào họ cũng cần. Nhưng mà họ nhìn nhận ra ở đây, một con người như Út Hà cũng đã từng nhận rất nhiều cái nhân vật trước đây,
cũng làm con nuôi, nhưng mà hết view hết mạnh thì quân Úc Hà nó cũng vứt ra được. À, liên vấn đề chỗ là Bé Hiền, liên vấn đề chỗ Bé Hiền, Úc Hà cũng sợ Mạnh Thường Quân nghi ngờ cái lòng tốt của Úc Hà. Úc Hà lấy cái thước phim cũ Úc Hà đăng lên, trời quơ là trời, Úc Hà ơi sao vậy, sao mà kỳ đó Úc Hà, ủa sao bây giờ không dám tới quay Hiền nữa mà bây giờ phải là lấy thước phim cũ của Bé Hiền đăng lên làm chi, để ma mị cộng đồng. À, Úc Hà nhớ không, giết chim sâu mẹ chim sâu đâu cần đâu, mẹ chim sâu đòi kiện mà vẫn lao mình vô là sao, lên cả bệnh viện là cái như là bảo rằng bây giờ chim sâu hết bệnh, lý do là chim sâu bây giờ nó nhìn nhận ra được thằng Long là chồng nó. Ôi giời ơi là giời, bỏ tay bỏ chừng nguy, không còn cái thuốc nào để nói Úc Hà trơn. Tao lao sĩ bột gái à, cắt tóc lại nè đẹp hơn cả nhà rồi sao rồi giờ rồi hả đơ à. Dạ. Con có muốn ba về ở với con không? Thôi vậy ba ở với con mà con ở với mẹ đâu. Đã bảo ha, nó không nói về tư mẹ chim sâu. Đáng lý ra đó, nó nói ừ con ơi bây giờ đó thì thâu đỡ mẹ con vừa ở với con đi à, để cho có mẹ đó con. Dù sao người này cũng là người sinh con ra. Đù nó không nói một tiếng nào, mà cỡ như là chim sâu vừa cấm mẹ nó, không cho mẹ nó về, bắt đầu nó mới câu ba nó vô. À, Úc Hà nói bây giờ con muốn ba của con về ở với con hay không. Mà nói thật sự bà con nên nhớ rằng đã ba của chim sâu mà về là mẹ chim sâu mãi mãi không bao giờ xuất hiện, đúng không? Ba chim sâu cũng là một trong những người đó à, mà bây giờ nếu mà về ở đó chắc anh rằng cả như là mẹ chim sâu không bao giờ xuất hiện à. Tức là ủa sao kỳ vậy, thương con chỗ nào đó, thật sự cái tình của một người mẹ mà nói thật sự Úc Hà sao mà nó áp dụng một cách gọi là bừa bãi đó quý vị à. Thấy chim sâu nói thế là mình phản bác ngay, ừ con nói thế không đúng thế này khác. Đằng này nó thật sự ra nó đang kể như là cố xúy cho chim sâu để có những cái vấn đề mà kích tướng mẹ nó à, để có những cái vấn đề gọi là à, làm nhục chí mẹ nó để mẹ nó không về. Đó là một trong những cái gọi là cái chiêu trò của Úc Hà. Bây giờ nói đi, nói ba làm sao thấy ba kể con không? Con đang ở nhà ở với con thì có cha con hôn hỉ, có cha con hôn hỉ. Bữa đó mua mà dịch quay với lại bánh hỏi gì đó nhiêu tiền đặng cho chị Mai gửi trả lại nè, 280 hả? Bà con nghe ha, Long nó mua 280, Úc Hà đưa 300, Úc Hà đưa 300, bảo chim sâu phải thối lại 20 cho bằng được. Đồ mẹ nuôi, trời quơ là mẹ nuôi, 20 ngàn nó là cái chi đâu Úc Hà à, 20 ngàn mà bây giờ nói thật sự mà đi con người ta ra yêu cầu thối lại cho bằng được. Bà con nghe vấn đề rồi, 280 phải không? Bà Hụng lấy 280 à, con còn 100 ngàn không? Con đi hết tiền bự 100 ngàn vậy đâu hoài mẹ hoài hả? Làm không? 100 ngàn của con á. Bố mẹ nó có 100 ngàn mấy 2 năm mà. Mà mẹ đưa 100 con lão đi. Trời đất ơi, nó xin tôi lần 200 ngàn. Tôi nói không có tiền cho 100 thôi. Nó nói nó lão, vợ đòi 100 nữa. Hú hồn lão gì kỳ vậy trời. Anh mấy là đi hết. Lão cửa này là thôi rồi, bó tay luôn rồi. Dạ 280 thôi, lại 20 ngàn đi. Đó là con ha. Chim sâu có thối lại nha quý vị. Chim sâu có thối lại cho Hà 20 ngàn đó. Đồ một người mẹ nuôi đó nha quý bà con. Một người mẹ nuôi mà 20 ngàn mà không cho con được à, mà yêu cầu thối lại à, mà vậy mà lên cộng đồng mạng vẫn ra rá mẹ con như đúng rồi đó quý vị. Mà tôi nói quý bà con, tôi buồn cười nhất ở đây đó là nó lên gọi là cái như là nó khắp bộ răng cho chim sâu à, khắp bộ răng cho chim sâu mà nó nói bây giờ 7.2 triệu thì kinh quá. Nói bây giờ cái gì đâu mà kinh, mình không làm cả như là không giúp được con của mình thì đừng có nhận người ta làm con. Mình nhận người ta làm con mà mình không giúp được á à, không đưa con mình nó vượt qua gọi là cái giai đoạn khó khăn đó là mình là trở thành một người mẹ vô trách nhiệm. Đúng hà,
Bây giờ em muốn là trở thành một người mẹ vô trách nhiệm hay là muốn trở thành một YouTuber bình thường? Đồ tự dưng là ở đâu khơi khơi tới nhận người ta làm con nuôi? Đồ bây giờ nó liên quan tới những cái khoản tiền. Là bây giờ kinh quá vấn đề này, kinh quá cũng lên cộng đồng mạng mà rên chi nhục dữ vậy trời. À, bỏ đi cưng, thiệt. Nè, và bây giờ chỗ là mẹ ruột của thằng Long, hiện bây giờ thấy tiền cộng đồng mạng cũng dễ quá quý bà con, buông không được. Bây giờ bà buông không được, bà buông là bà tức bà chết liền. Bây giờ bà cũng lên cộng đồng mạng bà xin tiền để trồng răng, rồi xin tiền để cho thằng cu đích để mà nó đi học. Bà con thấy ghê không? Bà con thấy ghê không quý vậy? Bây giờ cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân là một trong những nơi mà gọi là in tiền được đó. Rồi lên gọi là cho. Tới những ngày vừa qua đó, riêng cái bà mà bà mẹ của thằng Lâm ấy, thì bà con cũng đã biết rồi, lợi dụng chim sâu để có được căn nhà như vậy. Rồi lại là cái như là trố lòng tham lên đấy, rồi muốn là bành trướng một rừng không thể có hai cột đó. Rồi cái như là diễn trò diễn cảnh để mà thằng Lâm Tứ nó dẫn chim sâu đi đấy. Thì bây giờ bà cũng lên cộng đồng mạng là cũng là xin tiền, lên cộng đồng mạng xin tiền trồng răng, xin tiền cho cháu nội đi học. Tôi nói với bà con, bây giờ cái tướng thằng Lâm, tôi nói rồi, tướng thằng Lâm bây giờ nó cởi cái áo ra đó là tướng nó như một con heo nập thật sự đó. Mà bây giờ cái sức cỡ ri mà cái sức đi lao động không được hay sao? Mà vẫn lên xin tiền. Từ khi mình gọi là không có con, có cái gì đó rồi mình cái như già cả không làm ăn được, rồi mình lên mình xin. Còn bây giờ nó thật sự ngày xưa mình cũng là mổ gà mổ vịt, mình cũng sống như vậy, đúng không? Ủa tại sao mà từ lúc có YouTuber và có Mạnh Thường Quân xuất hiện, bây giờ cái nghề gà nghề vịt bả dẹp luôn, rồi bây giờ cứ là tự tin mà lên cộng đồng mạng xin tiền một cách dơ vậy quý bà con? Tôi thấy là kỳ quá. Tôi thấy là riêng quan chỗ là mẹ của thằng Lâm Tứ, cái mưu đồ bả thì kể như là so với là Úc Hà thì còn thua xa Úc Hà. Nhưng mà thâu tôi khuyên dừng lại đi, mình có sức thì mình lo mình đi làm, để tiền nó giúp cho hoàn cảnh nào người ta cả như nghèo, người ta cả như là khổ sở hơn. Còn mình bây giờ Mạnh Thường Quân cho mình cái như là căn nhà, cho mình những cái vật dụng xa xỉ đó, bà con thấy cái rèm không mà giống như là cái biệt thự không đó. Cái rèm mà cái rèm nhà tôn đó, mà cái nhân đi mua cái rèm của những là cái nhà tường, những nhà bậc thự. Đấy, mà bây giờ nó thật sự mình còn cái chi nữa đâu mà bây giờ vẫn lên cộng đồng mạng để xin tiền làm răng và xin tiền cho cháu nội đi học là sao? Con của mình đâu, lôi đầu chó con mình nó gì để cho nó đi làm, để có tiền để mà nuôi gọi là báo hiếu cha mẹ chứ. Mà những ngày vừa qua đó, cô hỏi quý vị, tiền ở đâu mà Lâm Tứ nó vẫn gửi về cho bà mà bà cũng chưa thỏa mãn? Bà còn lên cộng đồng mạng bà còn xin tiền nữa thì thâu. Nói thật sự quý vị, những người này nó thật sự bây giờ mà họ lì, mà họ chài, họ mồi bất chấp quý bà con. Đấy, cho nên bây giờ đó những người này là bất trị rồi quý vị. Cho nên á, gặp những người bất trị này thì cộng đồng mạng chúng ta cũng phải nên có một cái gọi là cái sự cảnh tỉnh. Một sự cảnh tỉnh. Phải nói không với những cái trường hợp thế này đó. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ là thấy người ta diễn, biết người ta diễn mà mình vẫn gửi tiền về thì chắc ăn rằng cái nghề của họ họ không bỏ đâu quý con. Ăn mày để mà được có tiền, mà diễn được có tiền mà dễ chi họ buông đó. Đây là một trong những cái nó thật sự đó. Nói đi nói lại thì tôi thấy Úc Hà là quá ma dơ. Ở đâu mà kể như là tự nhận mình là mẹ nuôi, rồi bây giờ mà tiền trồng rênh cũng phải lên cộng đồng mạng mà rên, cỡ như là nói thật sự cái tiếng rên của Úc Hà là Mạnh cũng phải đổ tiền. Tiếng rên đó, tiếng rên nó không hay, tiếng rên nó không phê, đừng rên nữa. Mà phải, nếu như mình phải thực hiện cái trách nhiệm của mình là một người mẹ thật sự đi. Khi nào mình lên cộng đồng mạng giơ hai tay lên, tôi hết là cỡ như là làm mẹ nuôi chim sâu não rồi, tôi không đủ tài chính. Tôi là một người kể như là gọi là vô sĩ, tự không nhảy vô làm mẹ chim sâu để bây giờ làm khổ chim sâu chứ vậy, đúng không? Nếu không có mẹ nuôi đó, nhiều người giúp chim sâu đã làm bộ răng lắm, nhưng có mẹ nuôi để cho mẹ nuôi lo đi quý vị, để cho mẹ nuôi nó biết cảnh
nhận người ta làm con nuôi á, mình phải có trách nhiệm với người ta chứ không phải nhận bừa nhận đại, nhận một cách gọi là cái như nhận cho lấy có đó, thì bỏ đi. Phải khuyên một câu đấy. Đi giúp người ta mà bây giờ gia đình người ta không chấp nhận mà vẫn lao đầu vô để giúp giúp bây giờ à. Thưa quý vị, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì tôi cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con ta lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Bà con ơi, vui lòng cho là đời thường TV xin một lượt like. Bà con nào chưa đăng kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh đời thường, và vui lòng chia sẻ giúp clip này để có một sự lan tỏa. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Bye bye tất cả quý vị.